Thưa quý vị khán giả, ánh sáng từ những bóng đèn chiếu rọi lên khuôn mặt những nghi phạm sau lồng kính của vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại Moscow. Những kẻ đã gieo rắc nỗi kinh hoàng này phải nhìn thẳng vào nỗi đau mà họ đã tạo ra. Đứng trước công lý, đối diện với ánh mắt đau thương và đầy oán trách của các thân nhân nạn nhân. Khi công lý được thực thi không chỉ là sự kết thúc của một vụ án mà còn là bước đầu tiên để xoa dịu những vết thương lòng, để khôi phục lại niềm tin của nhân loại. Đây là quá trình đau đớn nhưng cần thiết một hành trình từ bóng tối trở về ánh sáng, từ hận thù đến tha thứ và từ tuyệt vọng đến hy vọng. Vào tối 22 tháng 3, bốn nghi can người Tajikistan đã bị bắt giữ sau vụ tấn công khủng bố nghiêm trọng tại Trung tâm Thương mại và Biểu diễn ở Moscow, đã được đưa ra xét xử giữa tình trạng an ninh được củng cố nghiêm ngặt. Ngày 24 tháng 3, Tòa án quận Basmani, Moscow buộc tội bốn nghi phạm có hành vi khủng bố liên quan đến vụ tấn công. Các nghi phạm bao gồm Dalepzol Mizozev, Saidakrami, Racha Baliza, Samsidin Fariduni và Muhammad Sobit Faizov. Truyền thông Nga xác định các nghi phạm đều là công dân Tajikistan sống tại Nga, tất cả sẽ bị tạm giam trước khi xét xử cho đến ngày 22 tháng 5. Ủy ban điều tra Liên bang Nga đã đưa ra các cáo buộc đối với hai người đàn ông là Racha Baliza, Rami và Mizozef Dalebron bị tình nghi tham gia vụ tấn công khủng bố nhà hát Crocus City Hall ngày 22 tháng 3 theo giờ địa phương. Ngoài ra, tòa án cũng đã nhận được đơn yêu cầu bắt giữ thêm hai bị cáo là Muhammad Sobit Faizov và Samsidin Fariduni. Các nghi phạm cũng đang phải đối mặt với cáo buộc khủng bố và đã được chuyển giao cho tòa án. Theo thông báo của tòa án quận Basmani, Moscow, cơ quan tiếp nhận đơn yêu cầu bắt giữ các nghi phạm trong vụ án cho biết, Racha Baliza Saidak Rami Murodali và Mizoev Dalezon Barotovic bị buộc tội theo phần 3 khoản B của Điều 205. Đây là một hành động tấn công khủng bố mà một nhóm người thực hiện. Điều này có nghĩa là tòa án quận Basmani, Moscow đã buộc tội khủng bố đối với ba mươi 32 tuổi, và Saidak Rami Raja Balizov, Cả hai nghi phạm đều được đưa tới tòa án dưới sự hộ tống của lực lượng đặc nhiệm thuộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga. Vụ án sẽ được điều tra kín để giữ bí mật và đảm bảo an toàn cho quá trình điều tra. Được biết nghi phạm Dalezon có bốn đứa con, không có nghề nghiệp ổn định và giấy phép tạm trú đã hết hạn ba tháng trước đây. Nghi phạm thứ hai là Saidak Rami Raja Balizot cũng đã nhận tội. Trước đó, vào ngày 23 tháng 3, Cơ quan An ninh Liên bang Nga tuyên bố có tổng cộng 11 người bị giam giữ sau vụ khủng bố, trong đó có 4 đối tượng bị cáo buộc trực tiếp tấn công. Một trong những nghi phạm khai rằng đã phạm tội vì tiền. Đối tượng cho biết sẽ nhận được 500.000 rup, tương đương với 5.418 đô la Mỹ, và một nửa số tiền này đã được chuyển vào thẻ của hắn trước vụ tấn công. Liên quan đến vụ khủng bố này, nhóm nhà nước Hồi giáo Khorasan ISISK nhận thực hiện vụ xả súng và đăng tuyên bố trên tài khoản Telegram. Trước những thiệt hại do vụ khủng bố gây ra ngày 24 tháng 3, tổng thống Putin đã công bố ngày quốc tang trên toàn nước Nga, tưởng niệm những người thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố ở phòng hòa nhạc Crocus City Hall trên toàn khu vực Moscow trong ngày quốc tang. Hàng trăm màn hình plasma được thắp nến cùng dòng chữ: 22 tháng 3 năm 2024 vô cùng tiếc thương. Nước Nga luôn mạnh mẽ hơn trong những thời điểm đau thương như thế này. Mất mát đau thương, nhưng đây cũng là lúc thể hiện một tinh thần đoàn kết dân tộc, một phong cách Nga trỗi dậy hơn bao giờ hết. Ngày Chủ nhật 24 tháng 3, Moscow trời mưa tầm tã như đồng cảm với người dân Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thắp nến tưởng niệm những người thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố tại Krakow. Một ngọn nến đã được ông thắp sáng trong nhà thờ ngay gần tư dinh của ông trên toàn nước nga rất nhiều đài tưởng niệm những nạn nhân trong vụ khủng bố tự phát mọc lên người dân đến đây đặt hoa và nến để bày tỏ nỗi thương tiếc những người không may thiệt mạng một đài tưởng niệm tự phát mọc lên ngay cạnh phòng hòa nhạc crocus city hall con đường dẫn vào khu vực này tắc liên tục nhiều giờ đồng hồ dòng xe ô tô nhích từng mét ai cũng muốn đến đây để chia sẻ nỗi đau này Hàng nghìn người dân Moscow và nhiều thành phố lân cận lặng lẽ xếp hàng dưới trời mưa nặng hạt, dòng người dài tới cả km, tất cả đều kiên nhẫn chờ đợi trong im lặng. Trong tay họ là những cành hoa, các em nhỏ mang theo gấu bông, đứng trước đài tưởng niệm, nhiều người cúi đầu cầu nguyện. Cho đến hết ngày, chỉ riêng ở đài tưởng niệm này có tới hàng nghìn cành hoa, hàng trăm con thú nhồi bông. Những đồ vật này cũng lặng lẽ trong mưa, như chia sẻ nỗi đau cùng con người. Cho đến giờ này, mọi công việc dọn dẹp, đống đổ nát ở phòng hòa nhạc Crocus City Hall vẫn chưa kết thúc. Nỗi đau vẫn còn đó, nhưng tinh thần đoàn kết nga sẽ giúp họ vượt qua rất nhiều thử thách đang chờ đợi họ ở phía trước. Ngày 24 tháng 3, thủ tướng Pháp Gabriel Attal thông báo chính phủ nước này sẽ nâng mức cảnh báo khủng bố lên cấp độ cao nhất sau so vụ tấn công khủng bố tại nhà hát Crocus City Hall ở ngoại ô Moscow của nga vào ngày 22 tháng 3. Thông báo được đưa ra sau cuộc họp giữa các quan chức an ninh và quốc phòng cấp cao của Pháp với Tổng thống Emmanuel Macron. Thủ tướng Atan cho biết quyết định trên được đưa ra sau khi tổ chức nhà nước hồi giáo tự xưng thừa nhận thực hiện vụ tấn công ở Nga và những mối đe dọa về an ninh mà nước Pháp đang phải đối mặt. Hệ thống cảnh báo khủng bố của Pháp được chia làm ba cấp độ, trong đó mức cao nhất được kích hoạt sau khi xảy ra một cuộc tấn công ở Pháp hoặc nước ngoài, hay mối đe dọa xảy ra một cuộc tấn công được đánh giá là hiện hữu. Cấp độ cảnh báo cao nhất sẽ cho phép chính quyền Pháp áp dụng các biện pháp an ninh đặc biệt, chẳng hạn như tăng cường hoạt động tuần tra của các lực lượng vũ trang tại những nơi công cộng như nhà ga đường sắt, sân bay và địa điểm tôn giáo. Chuyển sang một tin tức đáng chú ý khác, sau kết quả được đánh giá là gây bất ngờ tại vòng 1 của cuộc bầu cử tổng thống Slovakia. Các nhà khoa học chính trị cũng đưa ra những phân tích trong đó có cả những dự báo. Dù kết quả vòng quyết định diễn ra vào ngày mùng 6 tháng 4 tới thế nào cũng sẽ tác động không nhỏ đối với chính sách đối ngoại hiện nay của Thủ tướng Robert Fico. Vòng đầu tiên của cuộc bầu cử tổng thống ở Slovakia đã kết thúc vào lúc 22 giờ ngày 23 tháng 3 theo giờ địa phương. Kết quả đã mang lại niềm vui bất ngờ cho nhiều cử tri ủng hộ người đã giành chiến thắng, nhưng cũng mang theo những hồi hộp gay cấn cho vòng cuối cùng của cuộc bầu cử. Theo kết quả kiểm phiếu, chiến thắng đã thuộc về cựu Ngoại trưởng Ivan Ivan Kokok với 42,5%, hơn 5,5% so với người về thứ hai là Peter Pellegrini. Người về vị trí thứ ba cũng đúng với dự đoán là ứng cử viên Stefan Harabin với 11,74%, sau ứng cử viên còn lại chỉ giành được dưới 3%. Thậm chí ứng cử viên Milan Naric chỉ giành được 0,13%. Chiến thắng của ông Ivan Kokop là kết quả khá bất ngờ, bởi theo cuộc thăm dò bầu cử trước đó, ứng viên Ivan Kokop luôn về thứ hai với tỷ lệ khá cách biệt so với ứng cử viên tiềm năng Pellegrini. Tuy nhiên, do không ai giành được trên 50%, nên cuộc bầu cử phải tiến hành vòng 2 vào ngày 6 tháng 4 với hai ứng cử viên có số phiếu cao nhất. Mặc dù được bước tiếp vào vòng 2, nhưng với việc chỉ giành được 37,05% và kém người đứng đầu hơn 5%, đã khiến niềm tin vào chiến thắng của Chủ tịch Quốc hội Pellegrini bị lung lay đáng kể. Ở vòng hai mang tính quyết định, hai ứng viên tiềm năng của Slovakia sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức để được số phiếu bầu vào vị trí nguyên thủ quốc gia. Kể từ khi áp dụng bầu cử trực tiếp vào năm 1999, một số tờ báo đánh giá cuộc bỏ phiếu như một cuộc trưng cầu dân ý về liên minh chính phủ hoặc về thủ tướng và chủ tịch đảng định hướng dân chủ xã hội Robert Fico, người đã ủng hộ Pellegrini khi ứng cử tổng thống. Tuy nhiên, chiến thắng ở vòng 2 của ông Ivan Korok là không chắc chắn trừ khi ông ấy nhận thêm được sự ủng hộ của các cử tri khác. Các nhà phân tích cho rằng kết quả vòng 2 sẽ được quyết định bởi những cử tri đã ủng hộ cho Harabin, người chỉ về thứ ba. Nhà khoa học chính trị Pavel Saradin từ Đại học Masaryk cho rằng, kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử sẽ có ảnh hưởng đến công việc của Thủ tướng Robert Fico, trong đó nếu ông Ivan Kocouk giành chiến thắng, đó sẽ là thông điệp cho thấy xã hội Slovakia không hài lòng với các chính sách của Thủ tướng Fico. Mặt khác, nếu ứng cử viên Peter Pellegrini, người mà Thủ tướng Fico ủng hộ giành chiến thắng, chính phủ hiện nay sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa. Theo nhà khoa học chính trị Pavel Saradin, những cuộc bầu cử này được coi là một cuộc trưng cầu ý dân về chính phủ. Đây là một cuộc trưng cầu không chỉ về bản thân ông Pellegrini mà còn về loại chính sách nào đang được theo đuổi ở Slovakia. Nếu cựu thủ tướng Pellegrini thất bại, sẽ không chỉ làm suy yếu vị thế của chính ông trên chính trường Slovakia mà còn cả của thủ tướng Fico. Mặt khác, nếu ông Pellegrini giành chiến thắng, đôi tay của thủ tướng Fico có thể được giải phóng nhiều hơn và mang lại cho thủ tướng Fico nhiều quyền lực hơn. Điều này cũng có thể tăng cường mối quan hệ với Hungary và sự phụ thuộc lớn hơn của Slovakia vào nền chính trị phương Đông. Ông cũng cho rằng, người chiến thắng trong cuộc bầu cử Slovakia cũng sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Cộng hòa Séc và Slovakia. Trong đó, nếu ông Pellegrini giành chiến thắng, mối quan hệ giữa các tổng thống hai nước sẽ không có gì thay đổi so với hiện nay. Nhưng với tính chất và cách nhìn giống nhau về thế giới, ông Cố Cốc có thể tạo nên sự vượt trội trong quan hệ hai nước nếu chiến thắng. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại tổng hợp quốc tế ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.